Cá thang, bà con đã biết cá thang hết rồi đúng bà con ơi. Cà con, nhưng mà có thể bà con chưa biết những cái chuyện thế này. Cá thang nó rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà bù lại có một số người không ăn được cá thang, đó là người mắc bệnh tim mạch. Không ăn được cá thang, bà bầu, không ăn được cá thang. Phụ nữ đang cho con bú, tiểu đường, huyết áp, cao mỡ máu, sơ vữa động mạch, nóng trong người, đau răng, đau đầu, nhức mỏi trong người, có dị ứng với cá, người lớn tuổi, trẻ em, bà bầu là không ăn được cá thang, người mắc bệnh tim mạch, là không ăn được cá thang, phụ nữ cho con bú, tiểu đường, huyết áp, cao mỡ máu, sơ vữa động mạch, nóng trong người, đau răng, đau đầu, nhức mỏi trong người, có da hình dáng là cá, dị ứng với cá, người lớn tuổi, trẻ em, bà bầu là không ăn được cá thang. Ngoài những người nêu trên, còn lại là ăn được hết. Mà ăn cá thang là giống như ăn những cá thường ngày ta hay ăn, cho nên ta ăn 6 ngày ta phải nghỉ 1 ngày. Đó nha bà con. Bà con ơi, đó nói gì đó. Nhưng mà cá thang là những người không ăn được, là những người mắc bệnh tim mạch. Bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, tiểu đường, huyết áp, cao mỡ máu, sơ vữa động mạch, nóng trong người, đau răng, đau đầu, nhức mỏi trong người, có dị ứng với cá, có người lớn tuổi, người thì trẻ em, bà bầu, ngồi những người nêu trên thì còn là tốt hết, ăn được hết. Mà ăn cá thang thì giống như ta ăn những loại cá thường ngày ta hay ăn, ăn liên tục thì ăn 6 ngày, chúng ta phải nghỉ 1 ngày, đó là cá thang nha bà con. Chúc bà con vui vẻ mạnh khỏe khi ăn cá thang bà con ơi.